Chiều nay, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố có buổi làm việc với Công an Đà Nẵng về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư của công dân về lĩnh vực tư pháp. Theo báo cáo của Công an thành phố, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn về lĩnh vực tư pháp đều được Công an thành phố vào sổ theo dõi, quản lý chặt chẽ, cập nhật kết quả giải quyết thường xuyên. Việc khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ngày càng tăng về số lượng, chủ yếu về lĩnh vực hành chính nhân sự. Các công dân có đơn khiếu nại, tố cáo kéo dài, đa số liên quan đến lĩnh vực tranh chấp đất đai về việc giải tỏa đền bù, một phần là do việc giải quyết các khiếu nại, kiến nghị ban đầu của các sở ban ngành chưa thỏa đáng. Nhiều đơn khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến có nội dung không rõ ràng, dẫn đến khó khăn trong công tác phân loại xử lý. Thời gian tới, công an thành phố tăng cường tập trung nghiên cứu, tham mưu thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc tiếp công dân có đơn khiếu kiện, khiếu nại kéo dài để giải quyết dứt điểm tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ thực hiện công tác giải quyết khiếu nại tố cáo nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ làm công tác kiểm tra hướng dẫn phân loại đơn đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin truyền thông mạng xã hội để người dân nắm rõ